Nửa đêm nghe tiếng động lạ ngoài vườn chủ nhà ra dọi đèn thì trông thấy cảnh tượng kinh dị. Theo lời kể của chủ nhân đoạn video, lúc đó khoảng 11 giờ khuya khi ông vừa mới chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào phát ra ngoài vườn nhà mình. Thấy có điều bất ổn, người này đã xách theo đèn pin chạy ra ngoài vườn để kiểm tra thì phát hiện trên mặt đất có một con chim màu trắng đang vùng vẫy kêu la thảm thiết. Quan sát kỹ hơn thì người đàn ông lập tức kinh hãi phát hiện ra thứ đang ngoạm chặt lấy con chim là một con cua to lớn. Ít giây sau, con chim đã bị hạ gục bởi cặp càng chắc khỏe kia và chấp nhận số phận nằm im trên mặt đất để trở thành bữa ăn cho kẻ săn mồi. Sau khi đoạn video được đăng tải thì người xem không khỏi rùng mình vì lần đầu tiên trông thấy một con cua bò lên tận trên cạn để bắt mồi, cộng thêm hình dạng kỳ lạ và to lớn khiến nó càng trông như một con quái vật thực thụ. Tuy nhiên rất nhanh chóng đã có người nhận ra đây là loài cua rửa có tên khoa học là Burgus lacto. Chúng là loài động vật chân đốt sống trên cạn lớn nhất thế giới với cân nặng có thể lên tới 4 kg và sải chân dài hơn 1 m. Sở dĩ có cái tên như vậy vì nó thường trú ẩn trên những thân cây dừa. Cua dừa sở hữu một bộ càng siêu khỏe với lực kẹp lên đến 1.800 N, mạnh hơn lực táp mồi của một con sư tử, vì thế chúng có thể dễ dàng kẹp vỡ quả dừa để thưởng thức phần ruột bên trong như một món khoái khẩu. Thường ngày cua dừa sẽ ăn chay với trái cây các loại hạt, tuy nhiên khi nguồn thức ăn không đủ, cua dừa sẽ săn lùng các động vật nhỏ như là chim chuột hay bất cứ thứ gì nhỏ hơn nó để sinh tồn. Có lẽ con chim diên chân đỏ trong video đã mất cảnh giác khi đang ngủ trên ngọn cây và vô tình trở thành miếng mồi ngon cho con cua dừa. May mắn là loài cua nguy hiểm này di chuyển tương đối chậm, do đó con người sẽ không phải đối tượng tấn công của chúng. Còn các bạn nghĩ sao về loài cua kỳ lạ này? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới video cho mình biết nhé.